Hiện tại Phương đang có mặt ở cửa hàng sầu riêng của anh Phương Dừa, chỗ máy xương bán với số này nha cô chú anh chị. Cái đó là sầu riêng Thái không chứ? Vợ chú Cơ La Men á, con biết chú Cơ La Men không? Vợ của chú Cơ La Men. Trẻ hả? Trẻ mà đẹp nữa phải không? Nãy không hỏi cô, có cô không hỏi cô. Không, nó thấy thấy cô, vợ của chú Cơ La Men trẻ quá. Bốn mấy tuổi? Chú Cơ La Men mới 51. Sắp tới là con nghỉ bán mấy ngày vậy bé Sương? Nghỉ bán 4 ngày luôn hả? Bắt đầu từ nghỉ ngày nào con? Chủ nhật. Chủ nhật con nghỉ không bán nữa. Nghỉ về quê thăm nhà hả con? Nay bao lâu rồi con chưa về thăm nhà? Lâu rồi hả? Hơi tì kỳ là đợt chú Phương vừa về dưới là tới nay luôn á hả? Chưa được tháng mà đúng không? Mới có 3-4 tuần, 3 tuần. Chủ nhật này bé Sương sẽ nghỉ bán nha cô chú anh chị. Về mua sách cho em hả? Em con sắp nhập học, em con đang học lớp mấy rồi? Lên lớp 7 rồi hả? Về thăm ba với bà nội nữa đúng không? Có mua quà gì cho ba với bà nội không? Chủ nhật tới này bé Sương không có bán nha cô chú anh chị. Bé Sương nghỉ 4 ngày về quê thăm bà nội, ba với lại em của bé Sương. Bé Sương mua tập sách về cho em của bé Sương sắp tới nhập học cô chú anh chị. Nghỉ qua lễ bé Sương mới bán lại nha cô chú. Còn nhiêu đây là bán ngày mai nữa hết rồi nghỉ đó. Có chú mua vé số rồi con. Mua số. Cái này mai mới sổ nha anh. Dạ, vé số hôm nay bé bán hết rồi. Bây giờ chú 10 tờ. 5 tờ. 3 tờ mà tại này 3 tờ đề khác, 2 tờ đề khác thôi. Cảm ơn anh nha. Chú cho con 50 luôn, cảm ơn chú. Cảm ơn anh nhiều nha. Cái anh đó anh mua 5 tờ mà 50 ngàn mà anh cho bé Sương 50 ngàn luôn đó nha. Ở đây rất là nhiều ông bà cô chú tới mua vé số rồi cho thêm tiền rồi bé Sương đó cô chú anh chị. Nãy giờ con nói chuyện với cô đó, con biết cô tên gì chưa? Không hỏi cô hả? Cô đó tên Vân á nha con. Cô Vân á. Cô Vân vợ của chú Cơ La Men. Vân. Cô đó tên Vân. Hả? Chú gì không biết. Cô Vân cũng có hai đứa con gái nữa. Hai đứa con gái của cô Vân dễ thương lắm. Chắc hai đứa gái cô Vân nhỏ tuổi hơn con mà. Chắc mới 8 hay 10 tuổi gì à. Mấy bữa nay chú Cơ La Men có qua không? Vậy là con chưa gặp chú Cơ La Men đúng không?
Chắc mai em không về chút Colombia. Nhà bán ghế thì mời chú cô lên nè, hình chú cúp của chú Colomen nè. À, chủ nhật này bé Sương đi về quê thăm bà nội với lại ba với em. À, bé đi bằng xe buýt về một mình nha cô chú anh chị. Này cũng lâu rồi, bé nó cũng lâu rồi, bé chưa có về nhà thăm nhà. Nên là kỳ này nghỉ bán 4 ngày, tại vì đợt này cũng lễ đó, chủ nhật xong rồi lễ 2 tháng 9 đó cô chú anh chị. À, nên bé tranh thủ mấy ngày về quê luôn rồi xong rồi lên bán lại. Vậy là ngày thứ mấy con mới bán lại? Ngày thứ mấy con mới bán lại? Thứ năm đúng không? Rồi thứ năm tuần sau là bé Sương mới bán lại nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có tới mua ủng hộ bé Sương thì thứ năm tuần sau tới ạ. Trưa này con ăn cái gì? Ăn bún thái nữa hả? Hôm qua bún thái rồi, nay bún thái nữa hả? Ờ. Sáng con ăn cái gì không? Hay là uống sữa không? Sáng bên Sương uống sữa không nhiều cô chú anh chị. Uống sữa rồi đưa ăn bún thái. Chú anh chị xem video hay nhớ bấm đăng ký, chia sẻ, like giúp Phương ạ. À, Phương cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ạ. À, Phương xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn gặp lại ạ. À, xin cảm ơn ạ.